Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn để nhận diện khuôn mặt. Và để có thể nhận diện được khuôn mặt thì đầu tiên mình phải cần phải chuẩn bị đó chính là file Hardscape Full Face Ship Default.xml. Và các bạn lên trên mạng gõ cái file này, gõ tên này ra thì mình sẽ download được. Và chúng ta cùng bắt đầu nhận diện ngay. Và đầu tiên thì các bạn hãy viết một hàm đó chính là Get Data. Và cái hàm Get Data này dùng để làm gì? Hàm Get Data này mình dùng để thứ nhất là mình để insert tên người dùng cần nhận diện vào, và thứ hai mình cần phải lưu lại những cái hình ảnh của người đó vào trong hệ thống. Ví dụ như cái hàm này là mình dùng để lưu tên người dùng vào trong cơ sở liệu mình, và cái đoạn này là mình bắt đầu mở camera lên để mình có thể lưu những cái hình ảnh khuôn mặt của mình vào trong cái dataset này. Và không mất thời gian của các bạn thì mình sẽ chạy thử file này cho các bạn xem. Đầu tiên mình sẽ nhập ID là 1 và tên là Nguyễn Lâm, mình enter. Sau khi nhập xong thì camera sẽ hiện lên để trên mặt cho mình. Đây, bắt đầu camera đang bắt đầu nhận diện, bắt đầu chụp ảnh của mình rồi. Sau khi chụp xong thì các bạn có nhìn thấy không, code là gì? Nó sẽ lưu vào trong file dataset của mình đấy. Dataset đây, mình mở dataset đấy, mình vừa lưu được những hình ảnh của mình vào trong hệ thống rồi. Và bước tiếp theo, đã lưu được ảnh vào trong hệ thống thì bước tiếp theo mình cần phải train lại cái hình ảnh đó mà mình vừa mới chụp xong, là mình viết thành file là train data. Và cái file train data này đầu tiên mình sẽ phải get lấy cái đường dẫn ảnh ở trong hệ thống, đường dẫn ảnh ở trong folder này, tức là dataset. Và sau đó mình train xong thì mình sẽ lưu vào file là traindata.eml. Và mình chạy luôn để cho nó train ảnh của mình. Đấy, nó train những cái hình ảnh của mình. Nó train chỉ những train những cái hình ảnh mà trùng với ID mình vừa tạo. Trùng với ID mình vừa tạo lúc ban đầu nhá. Lúc mà mình chạy hàm getData nó bắt nhập ID và username ấy. Và vừa rồi thì mình đã train xong rồi. Và bây giờ bước cuối cùng là mình nhận diện. Mình chạy thử. Đây, nó nhận diện ra là Nguyễn Lâm. Và do là mình viết tiếng Việt nên là nó sẽ hiện chữ là hỏi chấm. Đấy, hệ thống nhận diện nó cũng chỉ đơn giản một vài file như này thôi. Nó cũng không có bước một là mình phải lấy được hình ảnh và lấy được tên để insert trong cơ sở liệu. Bước hai là mình cần phải train dữ liệu đó. Bước ba là mình discussion data để mình nhận diện khuôn mặt. Và nó cũng chỉ là đơn giản như vậy thôi. Các bạn cũng cùng tìm hiểu nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi mình. Chúc các bạn thành công.